tiểu sử YouTuber Chan Laka, Hoàng Minh Tuấn. Chan Laka tên thật là Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1991 tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Minh Tuấn là một gương mặt trẻ đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh chàng này hiện đang sở hữu kênh YouTube có tên Chan Laka với hơn 100.000 lượt đăng ký. Các clip của Hoàng Minh Tuấn thường thu hút số lượng người xem đạt có số hàng trăm nghìn đến hàng triệu. Không những thế, anh chàng này từng vượt qua hơn 700 ứng viên trên toàn quốc để giành giải nhất cuộc thi sáng tạo video và tấm vé tham dự lễ trao giải Web TV Asia 2017 tại Đài Loan. Chan còn từng là một trong những đại diện của Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á Nhật Bản năm 2017. Trước khi trở thành travel vlogger như hiện tại, anh từng là partner manager quản lý đối tác và event manager quản lý sự kiện của METUB Network, là mạng lưới đa kênh của YouTube tại Việt Nam. Giải thích về cái tên Chan Laka của mình, anh chàng chia sẻ trong một đoạn video trên kênh YouTube rằng mình thích xem phim của Thành Long và rất thần tượng nam diễn viên. Từ Chan được lấy từ tên Jackie Chan của Thành Long, và Laka thì là một sở thích to bự. Các clip của Hoàng Minh Tuấn thường được thực hiện theo hình thức ghi lại những phản ứng, cảm xúc của người xem trước một trào lưu hay sự kiện nào đó. Và điều đặc biệt là sử dụng tiếng Anh 100%, có kèm phụ đề tiếng Việt. Các chủ đề mà Hoàng Minh Tuấn thường quay là trò chuyện cùng du khách nước ngoài về các ca khúc hay chủ đề về giới trẻ Việt. Hầu hết các clip của anh đều thu về nhiều lượt xem. Sử dụng tiếng Anh khá lưu loát nhưng ít ai biết rằng anh chàng đều tự học. Minh Tuấn tiết lộ bí quyết nói tiếng Anh lưu loát của mình chủ yếu nhờ tự học. Lớn lên ở thành phố Buôn Ma Thuột, Minh Tuấn cho biết vốn tiếng Anh thời trung học là rất tệ. Ở dưới quê tôi không có nhiều điều kiện tiếp cận Internet, YouTube. Chỉ đến năm 2009 khi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học mới có điều kiện sử dụng Internet thường xuyên hơn, từ đó tận dụng mạng xã hội. Các trang báo nước ngoài để trau dồi tiếng Anh, anh bạn từng là bí thư chi đoàn lớp kiêm ủy viên ban chấp hành đoàn trường Cao Bá Quát tỉnh Đắk Lắk chia sẻ. Để cải thiện kỹ năng nghe nói, Minh Tuấn tranh thủ ra công viên 23 tháng 9 trò chuyện với người nước ngoài những lúc không phải lên lớp. Từng là sinh viên trường nhạc và đoạt nhiều giải thưởng uy tín về âm nhạc giai điệu tuổi hồng. Giải ứng xử hay nhất cuộc thi Hot Vitin toàn quốc 2010 và tham gia một số bộ phim v.v. Tuy nhiên hiện tại Minh Tuấn lại chọn công việc là partner manager quản lý quan hệ đối tác cho một công ty và làm clip để phục vụ sở thích cá nhân những lúc rỗi. Tôi thích làm những việc có thể giữ được cái tôi, cá tính của mình nhưng vẫn mang những giá trị tích cực đến cộng đồng, Minh Tuấn giải thích. Chan Laka là một chàng trai rất điển trai và cá tính. Luôn sống hòa đồng với mọi người. Chan luôn tự nhận mình là một videographer, người làm video chuyên nghiệp trên trang Facebook cá nhân. Chính vì thế khi xem những video của Chan, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi những hình ảnh đặc sắc, kỹ thuật dựng clip vô cùng sinh động cùng giọng nói giới thiệu vô cùng truyền cảm của Chan. Những chuyến đi của Chan như Sapa, Mã Pì Lèng, Hà Giang, Buôn Ma Thuột, Hội An, chợ nổi Cái Răng, vân vân đều rất sinh động và mang đến cho người xem cảm giác dễ chịu như chính mình là người trải nghiệm vậy. Chính sự gần gũi, tự nhiên và chân thực đó đã mang Chan đến gần hơn với mọi người. Mới đây nhất, Chan còn được rất nhiều người chú ý khi anh cho ra đời video kể về những câu chuyện dưới tán cây hay Hà Giang tuyệt tác vùng cao Việt Nam vô cùng ấn tượng. Video đã thu hút một số lượng lớn người xem ngay từ lần đầu ra mắt. Chia sẻ về quyết định làm công việc YouTube, anh nói: cuộc sống của mình lẽ ra vẫn ổn định như vậy cho đến khi mình xin nghỉ phép ở công ty để tham gia vào một chuyến hải trình vào năm 2017. 2 tháng lênh đênh trên biển qua nhiều quốc gia khác nhau. Chuyến đi đó đã khiến cuộc đời mình có thêm một ngã rẽ khác trong sự nghiệp. Trong những ngày rong ruổi đó, chàng YouTuber trẻ tuổi nhận ra rằng tâm hồn mình giờ đây đã thuộc về những ngọn sóng.
những cung đường bạt gió, những dòng sông, ngọn núi, cây cỏ, vân vân, chứ không còn là chiếc bàn làm việc với những tờ giấy chi chít deadline và KPI xanh đỏ nữa. Trở về sau chuyến đi dài, anh lao vào tìm hiểu về công việc travel vlogger với mong muốn sớm thực hiện hóa giấc mơ dê dịch cho tâm hồn đang khao khát của mình. Mọi thông tin cần thiết về nghề như cách quay phim, dựng phim hay chỉnh màu được anh thu thập và chuẩn bị kỹ càng. Dù trước đó mình đã lên mạng xem và tìm hiểu rất nhiều, nhưng cảm giác lần đầu cầm máy quay ra ngoài sượng sùng như cảm giác lần đầu các bạn học cách cầm đũa gắp thức ăn vậy đó. Vlogger ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ với nhiều người, thế nên việc cầm một chiếc máy quay vừa đi vừa nói giữa những lời bàn tán và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh là một thử thách với bản thân. Minh Tuấn nói, quay vlog xong, khó khăn tiếp theo đến với Tuấn đó là việc cắt, sửa và dựng video. Với một người không chuyên như Tuấn, quá trình này khiến chàng trai trẻ phải vất vả và thức trắng nhiều đêm trong thời gian đầu bắt đầu công việc mới. Đối với một travel vlogger, có hàng tá thứ phải chi khi bắt đầu công việc. Để hỗ trợ cho công việc, mình phải mua laptop chuyên dụng, đầu tư bộ máy quay, ống kính và flycam cũng mất mấy trăm triệu. Rồi chi phí cho những chuyến đi, tiền máy bay, khách sạn, di chuyển, vân vân, rất tốn kém. Mà trong 6 tháng đầu làm YouTube, mình chỉ có ra chứ không có vào, Tuấn nhớ lại. Khó khăn như vậy nhưng Tuấn chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê, dù cũng có lúc sự nản chí luôn thường trực. Vì đã từng làm việc với nhiều YouTuber tên tuổi tại Việt Nam nên bản thân anh biết rằng để thành công trong lĩnh vực này cần một quá trình, không phải ai cũng vụt sáng thành sao sau một đêm cả. Những video của Tuấn thường là những thước phim đầy mộc mạc và gần gũi. Cùng với chất giọng truyền cảm của mình, những câu chuyện, bài hát được chàng trai trẻ truyền tải một cách hết sức bình dị và trong sáng. Đó chính là lý do mà hiện tại, Chan La Ca đang là một trong những vlogger du lịch thu hút được sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng. Nhớ về những hành trình đáng nhớ của mình, Tuấn kể trước đây, mình là một người mắc hội chứng sợ độ cao, nhưng chính công việc này đã giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Có lần chạy xe từ đèo Mã Pì Lèng tối đen như mực về thị trấn Đồng Văn, mình giật bắn mình vì bỗng nhìn thấy một cụ già tóc bạc phơ ngồi ven đường đang nhìn mình. Mình chạy xe qua và băn khoăn sao muộn rồi mà lại còn có người ngồi sát vực thẳm như vậy. Quay xe lại, tôi nổi da gà nổi khắp mình khi dọi đèn vào thì không thấy ai hết. Đối với Tuấn, công việc này có lúc cũng rất cô đơn và khắc nghiệt, không có đam mê thực sự. Chắc chắn khó ai có thể vượt qua được áp lực của nghề này. Hãy trang bị cho mình những kỹ năng thật tốt, kế hoạch thật rõ ràng, bước đi thật chắc. Dù là ngành nghề nào, công việc nào cũng cần có tâm, nghiêm túc và chuyên nghiệp. YouTube không phải là một công việc hoa lệ, dễ dàng, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư công sức, thời gian, tiền của để trở thành một nhà sáng tạo nội dung số. Tuấn chia sẻ, hiện tại, Chan La Ca vẫn đang từng ngày cần mẫn, chăm chỉ làm việc để có thể cho ra đời những video chất lượng và ý nghĩa. Xin chúc cho anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà anh đã chọn lựa.